Rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bệnh nhỏ này ha, là cái chip nè. Chip nó cái tản nhiệt nó kém, nó thành ra nó không có hoạt động cái máy ổn định, kích nguồn không có lên các bạn nha. Mình gắn vô thì các bạn vẫn thấy quạt quay ha. Quạt nó sẽ quay. Quạt nó quay và cái đèn đèn tín hiệu đây. Đèn tín hiệu bên này đó, nghe bóng đèn các bạn ha, đèn tín hiệu bên đây đấy, mình sẽ ấn nguồn cho các bạn xem nha. Trong nó có cái đèn chờ các bạn, thấy không? Ở trong nó có cái đèn chờ sáng, thấy chưa? Nè, quạt nó quay nè, một lúc sau nó quay các bạn ha, đó, khoảng gần 1 phút nó mới quay. Đây. Đây là cái bệnh này, để mình kiểm coi thử nha, mình coi mình thay cái các bạn sẽ thấy thêm được cái đèn các bạn ha, đây cái đèn nó sáng nữa các bạn, thấy không, đèn nó sáng nè, đấy đây, mình che lại cho dễ thấy nó, ba cái đèn này nó sáng nè đấy. Và hồi nãy mình rút cái pin CMOS ra thì nó cái đèn cấp lóc nó báo sáng, và cái đèn chữ RON này nó báo sáng. Vậy thì khi mà chúng ta có bị lỗi mà liên quan tới pin BIOS, pin CMOS các bạn ha, pin CMOS thì nó sẽ báo đèn chữ RON hoặc là chữ cấp lóc, thì chúng ta biết để chúng ta thay pin. Nếu mà chúng ta thấy cái trường hợp mà giờ nó chạy sai nữa các bạn ha, nhưng mặc dù chúng ta chỉnh tới chỉnh lui hoài nhưng mà nó vẫn sai giờ, thì cái đó là triệu chứng của pin CMOS. Còn bây giờ là chúng ta tính tới cái tản nhiệt, cái tản nhiệt của chip. Giờ mình sẽ lấy cái keo tản nhiệt các bạn ha. À, thấy không? Thấy nó quay rất là ok nha. Tất nhiên là tản nhiệt CPU là mình đã làm rồi, vệ sinh rồi. Và bây giờ chỉ có tản nhiệt chip thôi. Các bạn thấy không? Con không có lên hình nữa ha. Không có lên hình. Bây giờ mình sẽ kích nguồn lại. Vẫn không lên hình các bạn nha. Đây, không có lên hình nên cũng thấy luôn. Rồi bây giờ mình rút dây nguồn ra, mình rút dây nguồn ra rồi mình thay cái rồi, mình thay đây, mình thay cái tản nhiệt, mình dùng cái tản nhiệt loại xịn các bạn ha, Cooler Master E2. Rồi bây giờ mình gỡ cái keo này, mình gỡ cái miếng keo này ra luôn. Mình thay bằng các bạn thông cảm nha, vừa quay mà vừa ấy nên nó hơi khó. Đây, đây. Mình lấy ngón tay gờ thử các bạn ha, coi nóng không. Cái này là rồi, bây giờ chúng ta lấy cái keo tản nhiệt thôi, chúng ta lấy cái keo tản nhiệt rồi mình sẽ chét vô đây coi cái tản nhiệt, coi mình chét nó hơi nhiều nhiều xíu, đồ mình xài nên mình làm nó không sợ heo. Các bạn mà làm cho khách mà làm được nhiều gì là khách quý gì lắm rồi đó. Tản nhiệt CPU hoặc là chip này kia quan trọng các bạn cứ chét đầy lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động các bạn nha, mình cắm nguồn thôi. Nhìn cái đèn nó sáng chưa các bạn ha, đèn chưa sáng các bạn nha. Đấy, cái đèn nền chưa sáng nè. Đấy,
nên là chưa sáng nha. Giờ mình bấm quên bấm nguồn chứ. Đó, mình bấm nguồn ra đã đèn nền sáng rồi nè. Đó, các bạn thấy đèn nền sáng rồi ha. Quạt sáng, quạt chưa quay. Quạt thì nó chuẩn bị quay cho nó chưa có quay, chưa quay liền. Ngậm ngậm nguồn ha. Quạt không quay, nguồn ngậm. À, bây giờ nó mới quay nè. Gần khoảng 40 giây các bạn ha. Chưa tới 1 phút là nó mới quay. Triệu chứng này không phải là chip. Không phải do tản nhiệt của chip. Mình đã vệ sinh hết rồi các bạn nha. Liên quan tới màn hình chẳng lẽ RAM mà. Giờ mình thử mình tháo một cái RAM ra thử. Mình đã tháo một cái RAM ra rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ test lại nè. Vẫn bị tình trạng cũ quá rồi nha. Đèn trong này nó có nè. Đèn chờ tín hiệu nó có nè. Rồi, giờ nó mới quay quẹt. Wow. Bên này là mình nè. Khó ta. Rồi, đây mình cứu rồi mà. Vậy là cái bệnh này là bệnh do RAM các bạn nha. Thì cái khe RAM mình ở dưới nó hư rồi. Mình nãy cắm hai khe đó, mình lấy ra một khe. Mình để cái thanh RAM này ở khe dưới thì nó không chạy. Nhưng mà để khe trên thì nó chạy các bạn ha. Bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn xem nè. Ở đây chưa có đèn các bạn nha. Ở đây chưa có đèn. Lấy cho các bạn xem mình thấy cái đèn ha, bắn nguồn. Đấy, lên rồi đó các bạn ha. Rồi. Triệu chứng là hư hỏng khe RAM. Hôm nay test hoài. Rồi ok. Kết luận hỏng khe RAM các bạn nha. Giờ mình sẽ gắn cái RAM xuống khe dưới cho các bạn xem biết cái triệu chứng bệnh nha. Rồi mình đã chuyển cái thanh RAM xuống khe dưới rồi các bạn ha. Giờ mình cắm nguồn vào cho các bạn xem thử nè. Hình như là nó tự nó kích nguồn luôn các bạn nha. Rồi các bạn nhìn nha. Đấy, cái đèn chờ nó có nè. À, khoảng một lát sau là cái quạt nó sẽ quay. Đấy, quạt quay các bạn ha. Đó là cái triệu chứng bệnh hư RAM. Ủa. Sao bây giờ nó lên rồi? Kỳ vậy? Bó tay. Bó tay các bạn nha. Tháo RAM ở dưới gắn lên RAM trên lại chạy bình thường. Bó tay, bó tay. Rồi, mình sẽ kết luận với video sau các bạn ha. Rồi, cái bệnh này thì chúng ta tháo RAM ra. Chúng ta đổi vị trí rồi chúng ta khởi động lại các bạn nha. À, thấy không? Nó khởi động bình thường rồi nè. Quạt quay ha. Rồi, sáng màn hình nữa các bạn nha. À, ok. À, ok, kết thúc video các bạn ha. Rồi, chúc các bạn thành công.